là một cái rèm cầu vồng nhá. Đây là một cái cửa sổ. Đây là một công trình nhà 3 tầng tại Vân Nội. Và bây giờ mình đang đi đo thực tế ở công trình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách đo nhá. Đây là cái cửa này với cái không gian như thế này thì cái cửa này mình nên nên làm là làm một cái loại cửa rèm cầu vồng thì hợp lý hơn là vải, nó vừa tạo cái đúng không chọn sạch sẽ cho căn hộ khách mà nó lại đẹp không bị vương víu. Cái cửa này thì trước tiên là nhìn thì ta thấy là khung nó che hết rồi, vì thế mà ta không thể làm cần cầu vồng lọt khe được mà ta phải làm phủ ngoài nhá. Phủ ngoài thì đối với cửa này thì ta làm phủ mỗi bên 5cm. Dương này bảo các em xuống ngã. Còn đối với ui dồi, ui. Mà nó mình để tận dụng của bạn hết sáng thì ta có thể đo cái cửa này đẹp. Lên 25 phân là đẹp. Chọn 25 phân và cách từ đất 3 phân nhá. Các bạn hãy đặt chơi. Cái đi tìm cách trên 25 phân. Thông thường người ta có thể làm cách 20 phân thôi nhưng mà nhìn cái cửa này nó thấp thấp. Người ta cứ làm 25 phân. Cầu vồng và rèm vải không có tông màu với nhau thì nó kết hợp lên tạo nên một cái phòng khách rất là sang trọng và đẹp. Xin chào các bạn nhé.